Rồi, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Thì video này thì mình sẽ làm về có một anh khách quen của mình. Nói anh mới giờ trước anh đi Vairo. Bây giờ anh bán chiếc Vairo, anh mua lên chiếc SH đời mới. Anh mắc 2020 á. Thì cái xe này đồng hồ cái đồng hồ nó mới có 21 cây anh. Bữa giờ mới mua 21 cây luôn hả? Không, 200 mấy rồi. Đó, tôi. Là 313 cây. Rồi, đây là xe mới nha anh em. Anh mới mua 313 cây. Thì mình quay tổng thể, nhưng mặc dù là cũng trước đó cũng có nhiều anh em trên kênh thì có nhiều anh em khác đã làm, nhưng mà mình vẫn quay cho những các bạn của kênh mình xem. Đó là thì bên trong cái nồi này á. Bên trong nồi xe này thì mà xe này đang không có bị gì nha anh em. Xe anh khách quen nói là ngày trước á anh xài Vario, đi bố em á, anh mua thêm một bộ sơ cua cho cái xe Vario, nhưng mà sau khi SH mới này ra thì anh bán chiếc kia, anh mua chiếc này. Thì anh đem mà mang bộ 4 này qua để mình lắp lại cho cái xe này thôi. Thì mình quay tổng thể bên trong cái nồi cho anh em xem. Thì cái nồi này thì anh em cũng đã thấy thì SH đã thay đổi ở nồi trước này, xài nâng trọng lượng bộ bi này lên 19g. So với đời trước thì nó là 150 của đời trước thì nó sẽ là 18g, và xe 125 thì sẽ là 16. Còn có dòng xe đời mới này thì cái xe 150 á thì sẽ là 19g, và cái xe 125 á là sẽ biên nó sẽ là 17g, nó lên mỗi thứ 1g nha. Thì ở phía sau á, cái nồi sau thì Honda đã nâng cấp lên cái lò xo trụ. Nâng cấp lên cái lò xo trụ cao hơn, nặng hơn. Đó, và bố thì đây là cái bố này anh em, nóng quá. Đây cái bố này anh chạy mấy 300 mấy cây thôi, nó chưa có mòn liều. Sẵn đây mình cũng nói luôn cho anh em hiểu luôn thằng lần nữa. Cái bố này nè, mình xe mới hoặc là bố mới anh em thay vào, anh em không thể nào mà bắt nó ăn đều từ bên đây qua đây liền một lúc được. Thì cái bố lúc nào nó cũng ăn xéo hết anh em. Xe mới mà hoặc là bố mới á thì nó ăn từ từ, ăn xéo. Này anh chạy khoảng tầm 1000 cây, nếu mà anh chạy chỗ này là 1000 cây là nó sẽ đều. Còn nếu mà những bạn đi ít hơn thì có thể là 2000 cây hoặc 3000 cây thì nó sẽ đều bố. Chứ không phải mình mở ra mình nói là bố ăn chưa đều là xe sẽ bị công giật là không có nha. Chứ còn cái bố mình đi lâu thì nó sẽ càng bắt càng mượt càng im hơn. Bởi vậy có nhiều xe mà thời gian sau á nó bố bám được đều, mặt bố mặt chuông rồi á thì cái độ bám nó cao hơn, thì nó cũng có thể vậy dẫn đến tình trạng là bị giật đầu đó, thì tại vì nó bám nhiều quá thì nó lực kéo không nổi thì nó sẽ bị giật nha, cũng có thể đó. Đây là cái bố mới luôn, đây là xe nó. Thì Honda đã nâng lên cái xài cho xe này xài càng dài luôn để tăng cái độ đầm của xe lại, độ im. Còn lò xo thì so với phiên bản cũ thì vẫn giữ lại là lò xo 8 ghế nha anh em. Đây, lò xo nhẹ, thích cho những anh em là thích dặn nhẹ lăn bánh. Đó. Nóng quá. Đó, thì hôm nay mình sẽ mở anh mang bộ bố qua thì mình sẽ mở một cái bộ bố này ra. Bố này vẫn chạy vẫn được, chưa có hiện tượng gì hết, nhưng mà do trước đó anh đi chiếc xe Vario 150 nên anh đã thay bên mình bộ bố rồi, anh chạy rất là mượt, và anh mua sẵn thêm một bộ sơ cua. Đó, cuối cùng giờ anh mang qua để thôi, nói thôi giờ gắn luôn vô chiếc này luôn. Đó, để cho cái bố. Thì đây mình cho anh em xem. Đây là cái bố zin xe thì nó sẽ như thế này. Và cái bố thái anh em nhìn mình nha, cái bố mà mình chỉ nói đây mà. Tại vì á mình nói cái hộp thôi. Cái hộp mà để máy zin Thái Lan á ngay đây nè. Thì cái bố á mở ra nó cũng sẽ y chang như vậy nè anh em. Nó có hạt than như thế này nè. Còn cái bố này á thì nó sẽ mịn hơn. Và cái bố này sẽ đi ra bụi nhiều hơn cái bố này luôn nha anh em. Mình nói gì luôn á, thì có rất nhiều anh em đã xài bố bên mình và đi một thời gian là khoảng cả 25-30 nghìn cây là sẽ mòn hết bố đó. Là đây là cái bố này, có thấy không, hai cái màu nó khác nhau nha. Đó, đây ở bên đây thì nó nhìn nó sạch hơn, nó nhìn nó trắng hơn, bên đây nó sẽ đen hơn chút. Chứ nói vậy chứ không phải là mình chê nó dở, nhưng mà tại vì mỗi người mỗi sở thích đó. Vậy có những ai đi có cảm nhận rồi thì tự xài và tự hiểu thôi. Chứ còn mình không, chứ mình không có nói là gắn cái bố này vô là sẽ im chăm hay là hết rung đầu. Nó cần rất là nhiều thứ nha. Để một số bạn cứ thắc mắc hỏi mình là cái bố của SH như thế xài sao anh, tại vì mình nói chung là có những lúc có xe làm á, nhưng mình không có thời gian quay cho anh em được. Như giờ cũng đang giãn xe nè, có anh khách quen mang qua thì mình dẫn đi, mình chích ra 50 phút nữa mình quay cho anh em xem. Thì cái nồi này hiện tại thì nó không giống như nồi trước chút xíu, tại vì Honda đã cải tiến. Thì mình nghĩ là những bạn mà đang đi SH đời đời trước á có thể sử dụng qua cái nồi này đó để nó im hơn.
Nhưng mà nào này hiện tại thì ở ngoài bên mình thì mình chưa có nguồn hàng để lấy, nhưng sớm muộn gì mình sẽ lấy cái nguồn hàng cái nồi trước này, thì cũng rất nhiều bạn đang hỏi mình rồi. Cái nồi này có thể gắn được cho 125 luôn á. Nồi của AB125 á, nhưng mà đang đi á. Rồi sử dụng cao này nó cũng xài chung với B sheet. Rồi bây giờ thì để mình lắp lại là mình lắp lại vào trong cái sen nha anh em. Thì để anh em nào còn thắc mắc thì cứ xem hết video của mình nha. Rồi ở đây thì mình mới vừa, mà này nắng quá, nên mình vừa thay lắp lại cái bộ bố này nha. Mình giữ nguyên tất cả mọi thứ luôn, chỉ có lắp bộ bố này vào thôi. Đó, giữ nguyên tất cả luôn. Còn về phần nồi trước á, thì bi của đời này á, thì zin của xe này á, thì mình sẽ lắp theo cái hướng của nhà sản xuất. Thì lúc ban đầu nhà sản xuất họ lắp là cái đây trên cái zin bi nó sẽ có cái mặt một mặt sắt và một mặt bích nhựa. Thì cái mặt bích nhựa này á, thì họ sẽ lắp với quay về hướng cái chiều kim đồng hồ này, quay xuôi á, đây đó, cái mặt này lúc mà nhà sản xuất họ lắp gì thì mình sẽ lắp lại y cũ nha anh em, mình không thay đổi gì hết nha. Đó, anh em nào có tháo xe ra lưu ý, một bữa có bạn nào đó hỏi mình rồi, các bạn nói bạn mới ra nhà mà bạn tháo xe ra xong rồi bạn không biết cái chiều nào, bữa mình chưa có tháo chiếc đời mới này mình không ra làm, thì hôm nay mình có, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Nếu mà lắp ngược lại thì nếu mà giống mình để cái đời trước á, thì họ là cái mặt này nè, mặt cái viên bi kia nó không có bít hết nhựa này thì họ lắp qua đây, nhưng mà đời này thì họ sẽ lắp ngược như đây đó. Đời này nó cải tiến thêm một chút xíu nha anh em, là ở cái nồi á, họ sẽ có cái phần post để ngăn bụi và ngăn mỡ vào, ngăn mỡ bay ra, vậy ngăn bụi vào, thì khi anh em vệ sinh nồi hay anh em mà tháo á, thì anh em lắp vào thì có thể cho bên đây một tí mỡ bò trong đây xíu nha, để cái ắc này nó sẽ được chân chu hơn. Thì đời trước thì nó không có, đời trước của 150 thì một số xe nó hay bị tình trạng là đi thời gian á, cái ắc nó bị khô quá anh em, nó bị mòn á, nó mòn cái lỗi trong này nè, cái ắc này nó sẽ rộng, mà nó rộng thì tăng ga nó sẽ bị hụt nha, tăng ga ở mình thấp ga nhanh nó sẽ không được trơn tru và không được mượt nhẹ. Thì Honda ở cái phiên bản này thì họ đã cải thiện ở cái phần này, giống như cái đời của AB 2016 2017 á, thì cái mặt này nồi nè nó có cái phần nhôm hộp có gì hết hồn vậy, có cái post này, giờ radio cũng có nữa, chỉ có đời 23, 14, 15 này thì không có thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ lắp lại cái nồi này vào. Đây. Gieo ro thì anh em nào nói gieo ro hai mặt nó ồn, chứ mình thấy nó không có ồn gì nha. Mình thấy thôi. Vậy khi nào anh em đi lâu mà ít vệ sinh thì nó có bụi nhiều và nó bị nóng lên nó khô gieo ro thì có thể nó hơi xào nhẹ, nhưng mà mình nghĩ ở trên đời này thì mình hồi nãy mình có chạy thử xe thì mình thấy nó không có quá ồn gì nha anh em. Vẫn im hơn cái đời trước xíu thôi. Đây cái mã gieo ro đó anh em, những dây này chắc nó không có thể chung đâu, nó chỉ xài riêng thôi, với hai mặt mà. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái nồi vào lại nha. Trước khi mình lắp vô xong hết, kết thúc cái xe này thì mình sẽ cho anh em xem một cái sự thay đổi nhỏ nữa. Thì ở cái bạc đạn trong cái nồi này nè, cái bạc đạn 6902 á, trong đây nè, bạc đạn poly á, thì Honda vẫn giữ nguyên cái bạc đạn đen nha anh em. Mình nghĩ bích đen này chất lượng của bạc đạn này nó sẽ không tốt bằng so với cái bạc đạn 6902 NTN bích đỏ đó. Và họ cải thiện đáng kể ở cái phần, nghĩa là xe mất tiền hơn thì họ đã thay đổi hơn là ở chỗ cái bạc đạn bully này anh em đó. Bạc đạn bully này thì đã là bạc đạn đũa này thì đã thành bạc đạn NTN, bạc đạn Nhật rồi, nó không còn là bạc đạn China 2 như của đời trước nữa. Thì không biết là bên trong cái bộ lắp này thì bạc đạn như thế nào, nhưng mà thì chưa có anh em nào bị tình trạng, thì mình nghĩ là Honda sẽ cải thiện chất lượng hơn nếu so với những dòng xe đời trước. Chắc cũng bị chỉ trích nhiều quá rồi nên chắc họ nghĩ là họ sẽ rút kinh nghiệm thôi. Đấy. Giờ này bị xe mới ra về là bị lôi ra mổ xẻ nhiều lắm, nên là giờ Honda cũng về chừng rồi. Rồi đó, mình lắp xong cái nồi cho anh khách rồi đó, để anh khách anh chạy thử cái chiếc xe một vòng đi. Thì mình nói với các bạn nha, khi mà các bạn mà đừng có thắc mắc, chứ một số bạn hay thắc mắc cái hãng mình đó là gì nè, đừng có thắc mắc tại sao cái chiếc xe mà khi mình lên ra nhẹ cái nó có tiếng cái tạch trong cái nồi đó. Tại cái tiếng đó là cái mặt bố nó bấm, nó bung ra sớm và nó chậm chuông á, nó tạo ra một tiếng tạch. Thì các bạn chạy tầm khoảng vài trăm cây hoặc có thể 1000 cây, là tối đa 1000-1500 cây gì đó là nó sẽ im. Rồi ok.
Rồi thế mình vừa lắp xong cho xong cái bộ bố lại cho anh khách. Theo cảm nhận của anh khách thì xe nó là ok rồi, ngon mượt rồi đó. Còn đối với anh em sao thì mình không có biết, có thể là mỗi người mỗi một cái cảm nhận nha. Rồi thì mình sẽ kết thúc cái video clip của mình ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo nha.